Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng liên tục khiến người dân lo lắng. Cũng vì thế mà thị trường que test, khẩu trang, nước sát khuẩn, các sản phẩm phòng dịch vì thế mà nhộn nhịp trở lại. Tuy nhiên, ghi nhận trên thị trường cho thấy không có hiện tượng tích trữ, thổi giá như những đợt dịch trước. Trung tâm dược Hapulico, hay còn gọi là chợ thuốc lớn nhất miền Bắc. Một tuần trở lại đây, khi số ca mắc COVID-19 tăng liên tục, chợ cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người mua kẻ bán, hàng về hàng đi khiến chợ lúc nào cũng tấp nập. Bán chạy nhất thời điểm này chính là mặt hàng khẩu trang và que test. Tuy nhiên, số lượng gia tăng không đột biến. Người dân mua chỉ đủ dùng, không có hiện tượng tích trữ hàng như đợt trước. Mình đến mình mua cái tăng sức đề kháng, rồi là khẩu trang các thứ ấy, để phòng dịch. Mình nghĩ là chợ sẽ không tăng giá đâu, bởi vì giá thấy ổn định mà mọi người cũng thấy mua cũng nhộn nhịp hơn rồi ạ. Cũng thấy tăng nhu cầu mua khẩu trang và que test, nhưng mà không đến mức độ là dồn dập ấy. Giá cả thì vẫn ổn định như ngày thường, nguồn hàng thì các nhà cung cấp vẫn cung cấp đầy đủ hàng, không bị khan hiếm. Các chủ quầy hàng cho biết giá cả các mặt hàng đợt này ổn định, không tăng giá, nguồn hàng cung cấp cũng rất dồi dào. Chính vì vậy, người dân cũng không nên có tâm lý mua tích trữ hàng, không dùng đến lại lãng phí. Hiện nay, que test bán ở chợ Hapulico dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một que tùy loại. Còn thị trường bán lẻ bên ngoài khoảng 25.000 đến 30.000 đồng một que. Có khẩu trang thì chạy hơn một chút, nghĩa là người ta mua nhiều hơn một chút thì vậy thôi. Còn tất cả các cái hàng bên về phòng dịch thì bên thiết bị y tế này tôi thấy là bình thường. Trước đây tôi mua cũng khẩu trang đấy ở đây với giá đấy và bây giờ tôi mua vẫn giá đó. Đấy, mặc dù là có thể là cái lượng khẩu trang họ cũng như là khi tôi hỏi thì 2-3 nhà có thể họ hết, nhưng đến nhà họ có thì cũng không bị tăng giá. Trong những đợt dịch COVID-19 trước, thị trường bán lẻ có tình trạng giá que test, sản phẩm phòng dịch tăng theo số ca nhiễm. Riêng tại trung tâm dược Hapulico, ban quản lý chợ thuốc luôn kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng thổi giá của các quầy hàng. Chỉ đạo của ban quản lý ở Habu này thì vẫn giữ giá cả ổn định, không có cái gì là thay đổi cả và phục vụ hàng tốt nhất cho mọi người có thể. Ban quản lý quán triệt thì phải bán đúng giá của nhà cung cấp thôi, không được bán trội giá. Trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao. Thị trường que test, sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 còn sôi động. Tuy nhiên, các đơn vị phân phối cho biết nguồn hàng luôn dồi dào, nên người dân không cần tích trữ quá nhiều.